Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu chung kết rất hay của Phí Mạnh Cường và trận Trung Kiên. Mà bạn xem trận đầu tiên, trận Trung Kiên cầm đỏ đi tiên, Phí Mạnh Cường cầm đen thủ hậu. Trận này là trận cờ người, mà bạn thưởng thức.
将军。
将军。将军。将军。将军。Trên đây thì hai bên đồng ý hòa cờ, mà bạn xem trận cờ chấp sinh tử. Trận này thì phía Mạnh Cường cầm đỏ 6 phút, Trần Trung Kiên cầm đen 5 phút chấp hòa. Nếu hòa là phía Mạnh Cường sẽ thua. Mà bạn thưởng thức.
将军。 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 将军。
将军。将军。将军。Trên đây thì phía Mạnh Cường buông cờ nhận thua và Trần Trung Kiên đã giành chức vô địch. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích mà đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ làm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.